Hãy nói biết, có một ngày ta không thể đến với nhau. Anh vẫn biết những kỷ niệm về Đà Lạt ngày xưa ấy, khi tình ta còn là, khi em còn là cô bé yêu thương dễ thương như vậy. Nhưng có lẽ là số phận anh đã không nhận, và chính vì vậy sau này khi gặp lại anh mới hiểu rằng người anh yêu chính là em. Xin cho